Bà Phương. Ủa cô Hương. Ê, tới ngày đóng tiền lời rồi đó. Trời ơi. Trời ơi gì? Tôi mới là người phải kêu trời ơi nè. Trời ơi, tháng nào mà bà không cù cưa dây dưa là bà chịu không được, bà ăn cơm không ngon phải không? Ủa sao kỳ vậy? Bà muốn chiều nay tôi qua tôi xiết đồ nhà bà không? Cô ráng giùm tôi. Tại sao trên đời này vẫn còn tồn tại cái hạng đàn bà như vậy trời? Không có nói vậy mà nó vào đúng mới đã đó. Bộ không sợ cắn rứt lương tâm hay sao nữa? Lương tâm có răng đâu cha nội. Sợ gì bị cắn rứt. Vậy mà vẫn có chồng đẹp trai đó chứ. Ra đường có thua gì ai đâu. Thôi, có chết tôi cũng không ham. Đẹp mà dữ quá tôi chịu nổi đâu. Bực mình hả? Không có tháng nào mà đóng tiền lời đúng ngày cho tôi hết trơn á. Trả tiền ly cà phê đi rồi về. Nhiều? 10.000. Ủa sao kỳ vậy ông Triệu? Ông ở nhà ăn ở không mà ông cũng bị đặt đi uống cà phê 10.000. Tại sao ở bên kia có quán 7-8.000 không uống? Đi về. Chị cho em hỏi phòng ông Ba Trí ở đâu vậy chị? Hỏi nhà Ba Trí hả? Dạ. Hẻm này nè. Đi thẳng tới cuối đường rồi quẹo phải. Rồi đi thẳng tới cuối đường gặp cái ngã ba. Rồi quẹo bên phải là nhà ông nằm bên trái. Dạ. Em cảm ơn chị. Ừ. Cha già bữa nay có gái đẹp tới tìm nữa ha. Kiểu này chắc bồ nhí quá. Nhiều chuyện quá à. Biết đâu bạn làm ăn hay là khách khứa của người ta làm sao. Nói vậy đâu có được. Ông mới nhiều chuyện á. Tao không lo mở cửa đi dòm tôi làm chi vậy?